trên đó là những hoa văn màu đen giúp bạn ấy có thể hoàn thiện vận nấu trong một đêm cực kỳ tuyệt vời nhé. Một chào tay, em chào tạm biệt bạn Cài Vương cùng với anh Tuấn. Chia tay bạn Cây và Hương một hoạt động về đêm, xin mời các hãy cùng lòng quen và gặp gỡ những bạn mang đến những thông điệp ngay sau đây. Và anh bạn này có thể có khả năng sống